Vâng, xin chào các anh chị các bạn. Trong video bài học tiếp theo của phần Facebook Marketing dành cho các cái đối tác và cộng tác viên của Mobifone thì tôi xin phép trình bày với các anh chị và các bạn và hướng dẫn các anh chị và các bạn một số những cách thức để chúng ta có thể bán hàng ở trên trang cá nhân, trên group, đăng bài trên Marketplace. Đấy là một số những cái gợi ý, một số những cái tính năng chính của Facebook trong cái vấn đề này. Thì đầu tiên thì chúng ta hãy truy cập vào tài khoản Facebook của chính chúng ta nhá, của chính chúng ta. Và để xây dựng được một cái hình ảnh đẹp trên nền tảng Facebook thì chúng ta để ý là bây giờ cái mạng xã hội nào nó cũng có một cái ảnh ngang, mình gọi nó là cover, đúng không ạ? Cover tiếng Anh, và một cái ảnh đại diện avatar. Thì điều đầu tiên là chúng ta cần phải tập trung vào hai cái ảnh này. Đấy. Ví dụ như là ảnh ngang thì chúng ta xác định là chúng ta sẽ chụp một cái ảnh ngang, hoặc là chúng ta sẽ thiết kế một cái ảnh mà trong đó có logo, có nhận diện, có số điện thoại, có hình ảnh của Mobifone. Thí dụ như là chúng ta có thể lên trên trang web, chúng ta có thể mở trang web ra đó, và chúng ta cũng có thể đi vào những cái web như này, chúng ta tìm đấy, ví dụ như là chúng ta tìm là Facebook cover, đúng không ạ? Chúng ta tìm thì một số những cái trang nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta, hoặc là nó sẽ gợi ý cho chúng ta những cái hình ảnh để chúng ta làm. Thì chúng ta để ý là nó phải để ý đúng kích thước, đúng không? Đúng kích thước. Mobifone có thể sẽ tạo ra cho chúng ta một cái template, tức là một cái mẫu có sẵn. Ở đây có logo của Mobifone, có hình ảnh của cộng tác viên, có số điện thoại, rồi có các sản phẩm. Đấy, kiểu như vậy. Có nhiều mẫu lắm, có nhiều mẫu lắm. Đây là tôi đang lấy ví dụ để cho các bạn tham khảo, chứ không có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng những cái mẫu này. Các bạn hiểu ý không ạ? Vâng. Ví dụ đây ạ, đấy, ví dụ là họ làm như thế này. Đây là ảnh của chúng ta. Đấy, và sau đó là kèm theo những cái gọi là tagline, câu khẩu hiệu, số điện thoại, email vân vân thì chúng ta đăng lên. Đấy, rất nhiều đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy. Ok, mọi người hiểu ý cái cách tôi làm rồi chưa ạ? Thì chúng ta sẽ kiếm những cái template này, sau đó là chúng ta làm cho cái phần Facebook của chúng ta. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái Facebook của chúng ta và chúng ta phải chú trọng vào nó, đúng không ạ? Hình ảnh này, thông tin này, chúng ta phải đi kết bạn với khách hàng này. Chúng ta phải kết bạn và chúng ta phải xây dựng thương hiệu này, chúng ta đã nói rồi. Thế nhưng mà chúng ta kết nhiều thì khách hàng họ cũng sẽ không trả lời và chúng ta sẽ bị khóa kết bạn, dạng như là đi spam kết bạn, đúng không? Thế thì chúng ta hãy phải chú ý đến cái điều đấy, đúng không? Phải kết bạn vừa phải thôi, mỗi ngày khoảng 20. Và bản thân khi mà mình làm ấy, thì mình cũng phải làm sao mà cho nó thật là hấp dẫn. Khi mà người ta vào cái Facebook của mình, người ta cũng thấy là cái người này rất là ok, người này rất là ổn, đúng không ạ? Thì người ta mới muốn đồng ý với mình, đúng không? Ví dụ như là đây là Facebook của thầy Phan Anh, đúng không? Thế thì vào nhìn thấy thông tin rất là đa dạng, hình ảnh, bài viết rất là nhiều, ví dụ thế, thì người ta sẽ đánh giá cao thì có thể người ta sẽ muốn kết bạn với mình. Chứ còn nếu mà mình mà lại có một cái Facebook nó trông nó cũng ào uông, trông nó cũng xấu, nó không chuyên nghiệp, đúng không? Nội dung thì chẳng viết cái gì, chẳng share bài, toàn linh ta linh tinh, ví dụ thế, đúng không? Thì người ta sẽ không muốn kết bạn với mình đâu. Người ta chỉ muốn kết bạn với người giỏi, người thành đạt, người thành công, người thú vị, người có thể trao giá trị để người ta học hỏi, chẳng hạn như vậy. Thì tôi muốn khuyên các bạn như thế, được chưa? Vâng, và phải xây dựng thương hiệu cá nhân. Đấy. Ví dụ như là các bạn biết là cái bài học thực tế từ một cái người học viên của tôi, đó là người ta chuyên bán đồ đánh golf. Đấy, người chuyên bán đồ đánh golf. Thì cái học viên này đã làm như sau, cái cách làm của người ta rất là thông minh. Đấy, là người ta mất một năm rưỡi để xây một cái profile Facebook từ trắng tinh cho đến khi xây dựng được thương hiệu, thành là một cái người mà rất là giỏi về đánh golf và rất là chăm chỉ và rất là có uy tín ở trên cái cộng đồng đánh golf. Đấy, từ là một cái người phụ nữ xinh đẹp hay một cái người đàn ông thành đạt. Thế rồi thì các câu chuyện, rồi cách chơi, lối chơi, phong cách sống, công việc, bạn bè, người thân, tức là tất cả mọi thứ người ta xây dựng rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp và đúng là con người của người ta nó thật. Thế thì sau đó là người ta cũng vào các group chuyên đánh golf, người ta kéo từ group vào Facebook cá nhân và từ Facebook cá nhân đẩy sang group. Nó là cái sự đan chéo như thế. Và
Sau 1 năm rưỡi thì cái tài khoản này có khoảng hơn 1.000 người bạn, và hơn 1.000 người bạn này là hơn 1.000 người đó chính là những người chơi golf. Thế thì ví dụ như là thầy Phan Anh không chơi golf thì người ta sẽ không kết bạn với thầy Phan Anh đó, người ta sẽ chỉ kết bạn với khách hàng mục tiêu để làm gì, để từ đó là người ta sẽ đăng bài lên, người ta tạo uy tín rồi thì người ta sẽ bán được hàng, và kết quả là học viên này đã bán được doanh số rất là cao mà không mất chi phí bán hàng, bởi vì bán hàng online thuần túy đúng không ạ, không mất chi phí bán hàng, bán hoàn toàn online, như vậy là giá rất là rẻ và lợi nhuận cũng rất là tốt đó. Thế nếu mà bây giờ mình cũng vẫn làm như vậy nhưng mình có cửa hàng cửa hiệu phố lớn thì mình có lợi nhuận tốt nhưng mà mình lại trừ đi cái chi phí mặt bằng, như vậy mình sẽ bị tốn lên rất nhiều đúng không? Rồi đấy, chuẩn hóa tài khoản Facebook của chúng ta từ ảnh bìa, ảnh đại diện, thông tin bio, rồi thì các bài viết đăng đẹp và không phải tùy tiện cái gì cũng đăng lên trên này đó, chúng ta phải nhớ điều đấy. Thì chúng ta sẽ phải thiết kế ảnh bìa, ảnh đại diện cho nó chuyên nghiệp, tôi vừa hướng dẫn rồi đúng không ạ, và thỉnh thoảng 1 tháng 2 tháng thì mình có thể thay đổi ảnh bìa, ảnh đại diện để cho nó làm mới đi một chút đúng không. Nhiều khi chúng ta để lâu quá thì nó kiểu mình hay nói vui là giống như là để bị mốc đó. Hoặc là chúng ta sẽ thay đổi theo chủ đề, theo sản phẩm, theo chương trình bán, và nó đi kèm với nhau là một bộ từ ảnh đại diện cho đến ảnh cover đấy, và cho đến cả bài đăng, nó sẽ là cả một cái ba cái món nhá, ba cái món. Ví dụ ảnh đại diện chúng ta nhìn thấy, ảnh cover chúng ta nhìn thấy, và bài đăng nó sẽ cùng một cái màu, cùng một cái logo, cùng một cái chủ đề, có thể là Noel, có thể là ra mắt sản phẩm mới, có thể giới thiệu một cái gói cước, có thể là một cái gì đó, một chiến dịch rất mạnh của Mobifone. Thì đây là cái hướng mà những người bán hàng và những cái công ty, những người chuyên nghiệp họ thường xuyên làm nhá. Nhận diện tông màu rõ ràng, ví dụ như là Mobifone là có màu trắng đúng không ạ, màu đỏ đấy, và dựa trên cái nền xanh, thế thì chúng ta cũng sẽ nhận diện như vậy trên cái bài viết, trên cái hình ảnh của chúng ta, hoặc là trên các video của chúng ta đấy. Ví dụ đây là một ví dụ thôi, chẳng hạn như là cái hãng Target này là một cái nhà bán lẻ của Mỹ đúng không ạ, các bạn nhìn thấy logo của họ là cái dấu chấm tròn đỏ đấy. Trong tiếng Anh thì Target nó cũng chính là mục tiêu đấy. Thì cái ảnh bìa đúng không ạ, hay tiếng Anh gọi là ảnh cover đấy, ảnh bìa, ảnh ngang của fanpage thì họ luôn luôn tìm cách là đưa những cái sản phẩm, đưa những cái dấu chấm tròn vào trong cái ảnh này, và nó có cái tính chất nhận diện thương hiệu rất cao và rất sáng tạo, rất thú vị đúng không ạ. Thì các bạn cũng lưu ý cái cách làm như vậy một chút đúng không, và đây là một số những cái ví dụ khác nữa đúng không, ví dụ như là Nike dấu phẩy Just Do It. Thế thì Mobifone cũng chỉ có một cái slogan hay là có một cái tên rất là to, và một cái nền màu mà chúng ta đã lựa chọn là màu thương hiệu của chúng ta, và chúng ta có thể thay đổi nó theo 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 tuần hoặc theo tháng. Thí dụ như là đợt này Mobifone tung ra gói cước mới hay là tung ra dịch vụ mới thì chúng ta có thể sử dụng cái ảnh bìa và cái ảnh đại diện để làm một cái banner quảng cáo và viết cái kèm đi theo họ một cái bài viết, một cái ảnh khác cho cái chủ đề đó đấy. Ok nhá. Vâng, vậy thì đối với ảnh đại diện dành cho những người bán hàng thì phải rất là rõ ràng đấy, là khuôn mặt của chúng ta, đại diện cho chúng ta, và nên đẹp, nên lịch sự, nên cuốn hút một chút đấy, tên thật đúng không, và có thể mở ngoặc cái phần nickname của chúng ta, ví dụ như là Nguyễn Phan Anh, mở ngoặc là gói cước Mobifone hay là sim số Mobifone đấy, cũng rất là hay đúng không. Phần giới thiệu về bản thân thì mình viết ngắn gọn và có thể là kèm theo số điện thoại đấy. Sau đó là các cái phần giới thiệu thì chúng ta sẽ cập nhật kỹ và chính xác đấy, thí dụ như là học vấn rồi thì làm việc rồi vân vân. Cái tài khoản này là cái tài khoản mà tôi dùng sau này, nên là nó tham gia vào tháng 3 năm 2013, cách đây 9 năm, nhưng không phải đâu. Tôi có một cái tài khoản nó đã bị vô hiệu từ tôi chơi Facebook từ 2008 cơ. Đấy, cho nên là cái tài khoản này là cái tài khoản thứ hai của tôi. Cái khoản tài khoản thứ nhất là tôi không lấy lại được, nó chính là cái fanpage
fanpage ở địa chỉ là facebook.com/phananhonline cũ của tôi. Nhưng mà cái page đấy đã bị hủy từ lâu rồi. Ok, và sau đó thì chúng ta cũng sẽ hướng dẫn tạo ảnh, làm một số những cái hình ảnh nổi bật trông cho nó đẹp bằng một cái ứng dụng là Photo Split, tức là chúng ta có thể chia ảnh ra. Đây là một cái mẹo nhỏ thôi. Để chúng ta làm gì? Chúng ta có thể tạo ra cái ảnh đại diện nổi bật ở cái chỗ đây này, chúng ta đang nhìn thấy trên máy tính này. Đấy. Thì đây nó là 9 cái ảnh tôi chọn. Thế nhưng mà các bạn có thể sử dụng một cái ảnh các bạn cắt làm 9 như thế này. Các bạn hiểu ý tôi chưa ạ? Là tăng cái sức hấp dẫn, tăng cái sự sáng tạo cho cái profile của mình. Đấy, ví dụ như bạn này vào, các bạn nhìn thấy là một bức ảnh cắt làm 9, sau đó chúng ta xếp theo thứ tự ở cái chỗ ảnh đại diện này. Thế là người ta nhìn một phát người ta thấy nó ấn tượng, đúng không? Người ta thích mình đó. Rồi, tiếp theo đấy là chúng ta sẽ nói về cái chủ đề là bán hàng trên group hay còn gọi là các hội nhóm. Thì hiện nay thì Facebook có hàng triệu các hội nhóm, đúng không? Ở Việt Nam thì cũng có rất nhiều các hội nhóm lớn, có từ vài trăm nghìn đến cả triệu lượt theo dõi hay còn gọi là lượt thành viên. Thí dụ như là các cái hội nhóm như Auto Fun hay là OFFB hay là gọi là nghiện nhà, rồi nghiện hoa, nghiện vợ, nghiện chồng gì đấy, có rất 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 nhiều, đúng không? Chúng ta có thể có những cái nhóm thì nó có ba cái định dạng về nhóm: nhóm công khai, nhóm kín và nhóm riêng tư. Thì nó Facebook nó cung cấp cả ba cái gọi là chính sách như vậy. Thì thông thường thì chúng ta sẽ vào các nhóm công khai hoặc là nhóm kín. Nhóm kín thì chúng ta phải xin vào admin họ duyệt. Và hiện nay thì có hàng triệu những cái nhóm như vậy, nhưng không phải là nhóm nào cũng bán được hàng, không phải nhóm nào cũng giúp được chúng ta đâu. Nó cũng rất là tốn thời gian và không hiệu quả. Thế thì bán hàng trên group thì chúng ta có những cái cách thức nào? Thì chúng ta có thể chia group thành hai dạng, đúng không ạ? Dạng thứ nhất đấy là dạng group chúng ta tự xây. Dạng group chúng ta tự xây tức là chúng ta sẽ tạo ra cái group này và chúng ta chăm sóc nó, chúng ta phát triển nó. Thí dụ như chúng ta bán thời trang thì chúng ta sẽ tạo ra nhóm về hội những người yêu thời trang. Chúng ta làm bán cái gói cước về CA, đúng không? Hay là gói cước dành cho kế toán hay cái dịch vụ gì đó dành cho kế toán thì chúng ta cũng có thể tạo ra những cái nhóm là hội những người làm kế toán hay hội yêu kế toán, tôi lấy thí dụ như thế, đúng không? Thế thì mình tạo ra những cái nhóm khách hàng của mình và mình thu hút thành viên đi vào, để từ đó là người ta sẽ quan tâm, người ta sẽ đi vào và người ta sinh hoạt, người ta trao đổi trong cái nhóm đó và người ta nhận được những cái giá trị nào đó, ví dụ như giải trí, ví dụ như thông tin cập nhật, ví dụ như là cái sự giúp đỡ của cái hội nhóm đó trong công việc, đúng không? Đấy. Hoặc là một cái sở thích chúng ta có thể tạo ra, thì từ đó thì chúng ta sẽ làm cái thành viên rất là tích cực trong cái nhóm đó và có cái vai trò ảnh hưởng trong nhóm, thì nó sẽ tác động đến cái Facebook cá nhân của mình, người ta sẽ follow cái Facebook cá nhân của mình nhiều và người ta yêu quý mình, người ta đánh giá cao về mình. Thế sau đó thì người ta sang Facebook cá nhân này, chúng ta người ta có thể mua hàng của mình hoặc là người ta cũng có thể là mua hàng ngay trên hội nhóm. Đấy, cái phương thức bán hàng trên hội nhóm, mua hàng trên hội nhóm cũng rất là nhiều và cũng giúp chúng ta kiếm được nhiều tiền lắm. Tuy nhiên các hội nhóm này phải xây dựng rất là chất lượng, số lượng thành viên tăng và phải quản trị mất nhiều thời gian và phải cố gắng là duy trì cũng như là tạo ra một cái sân chơi phù hợp dành cho các thành viên. Đấy, mình kiếm được tiền thì mình cũng phải giúp người khác kiếm được tiền, đúng không ạ? Thí dụ như là tôi có một cái chị học viên, chị bán hàng cũng chỉ là những cái vị trí sản phẩm cũng hết sức là bình thường thôi. Thế nhưng mà chị nghe lời tôi tư vấn thì chị đã xây được một cái group có khoảng độ 20.000 thành viên. Hoặc là như cậu em tôi, cậu ấy bán trang sức trên một cái nhóm do cậu phát triển thì có khoảng 50.000 thành viên. Thì bây giờ là một ngày là cậu bán được khoảng 3-4 đơn hàng, mỗi đơn hàng giá trị khoảng 10-20 triệu. Thế là cũng kiếm được rất nhiều tiền. Đó. Thì chúng ta sẽ tạo ra group của chúng ta và sở hữu và phát triển nó bằng cách nào, đúng không? Chúng ta có thể tạo ra group chăm sóc hàng hiện tại, các cái group mà để tạo cộng đồng, tạo phễu và phát triển nội dung cho group, tạo chính sách cho group, quản lý thành viên và phải có người đăng bài, rồi thì tạo cái
cái cơ chế để cho mọi người cùng đăng bài, cùng phát triển. Đấy. Và liên tục kéo thành viên vào và tạo văn hóa cho nhóm và cho thành viên bằng cách là cho đi, bằng cách là tạo phễu, bằng cách là thành viên kéo thành viên vào, đấy, rồi để mời thành viên vào, rồi bằng cách để PR truyền thông cho nhóm, đúng không ạ? Tặng tài liệu, tặng livestream vân vân. Đấy, thí dụ như là có một chủ spa thì chúng ta có thể tạo ra là hội những người thích spa, đúng không ạ? Rồi kinh nghiệm làm spa, đấy, rồi thì bóc phốt spa rất nhiều những cái hội như vậy. Đấy, chúng ta có thể là những người quản lý những cái hội đó để chúng ta kiếm tiền bằng cách cho thuê hội nhóm, hoặc là chúng ta sẽ tự làm cái của chúng ta để điều hướng khách hàng tới. Đấy, nhá, nó sẽ mất công, nó sẽ cũng sẽ tốn thời gian chứ không đơn giản đâu ạ. Hoàn toàn không đơn giản. Rồi, tiếp theo đấy là chúng ta sẽ bán hàng trên các group có sẵn. Bán hàng trên các group có sẵn. Thế thì chúng ta có thể chọn cho chúng ta từ 5, 7 cái group có lượng thành viên lớn và có chất lượng và có khách hàng mục tiêu phù hợp. Sau đó thì chúng ta hãy xin vào nhóm và chúng ta bắt đầu có những cái chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân và điều phối, điều hướng khách hàng về Facebook của chúng ta, hoặc là về website, hoặc là chúng ta xin phép comment bán hàng ở dưới những cái bài comment. Cách làm là như vậy. Nhưng mà trước khi bán hàng ấy, thì chúng ta cần phải vào đó và chúng ta xây dựng thương hiệu, chúng ta tạo giá trị đi đã. Bởi vì rất nhiều bạn là hay có cái thói quen sai lầm là chúng ta vào một cái là chúng ta bán hàng ngay, và chúng ta cố gắng là spam, cố gắng kết bạn, cố gắng lấy khách hàng ở trong đó. Thế thì với cách như vậy thì tôi nghĩ rằng là mọi người sẽ không thích, mọi người sẽ không có lòng tin với chúng ta, và mọi người sẽ không mua hàng, và chúng ta cảm thấy là nó không hiệu quả. Cho nên là chúng ta phải làm kỹ, làm từ tốn, làm cẩn thận và có chiến lược để tạo ra cái việc đó, được chưa ạ? Vâng, chúng ta tham gia vào phát triển nhóm và có đóng góp với thành viên. Ví dụ như một bài của người khác viết mà mình biết là bài này của người này là người có uy tín, đúng không? Thì mình sẽ liên tục comment và tích cực đưa đẩy thuyền đó liên tục, và tạo sức hút cho chính mình, thì những người khác đọc được, những người khác sẽ comment và thấy được, người ta sẽ follow mình, người ta theo dõi mình. Đấy, đúng không? Và cần thiết thì phải trả phí, đúng không ạ? Hoặc là thuê quảng cáo. Nhưng mà có nhiều hội nhóm bây giờ mà các bạn bỏ ra 1 triệu, 2 triệu để các bạn thuê nhóm và các bạn đăng giao vặt không ăn thua. Bởi vì cái nhóm mà đã cho thuê đăng giao vặt như vậy thì nó sẽ có một cái hiện tượng là nó sẽ cho thuê rất 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 nhiều, có thể cho thuê đến cả hàng nghìn người, và trong đó cuối cùng là chỉ còn những người bán hàng với nhau mà không còn người mua, tương tác cực kỳ nát. Bởi vì là Facebook nó cũng không muốn chúng ta tương tác hiệu quả trong đó. Nếu như chúng ta bán hàng tốt thì mà hiệu quả thì rõ ràng là nó lại không quảng cáo được. Mà một cái nhóm mà thấy bán hàng quảng cáo rác rưởi nhiều thì thành viên họ sẽ rút ra, hoặc là họ sẽ tắt thông báo đi, hoặc là họ sẽ không vào nữa, đúng không? Đấy là một số những cái vấn đề mà tôi có thể chia sẻ với các bạn. Thế thì khi phát triển nhóm thì chúng ta cần phải có chính sách, có quy định và có nhân sự để chúng ta chăm sóc nhóm, dọn dẹp nhóm, kiểm duyệt nhóm, bởi vì đăng bài nó đăng bừa đăng bãi rồi tranh cãi nhau, đúng không? Rồi thì thúc đẩy nhóm làm việc, thúc đẩy các thành viên chúng ta chia sẻ cho nhau, và thậm chí là chúng ta tổ chức offline cho nhóm. Đấy, rồi chúng ta có thể là tổ chức các lớp học cho nhóm, vân vân. Ok. Sau đó thì chúng ta có thể là dùng người nổi tiếng, báo chí, rồi thì truyền thông chia sẻ về nhóm, PR trên báo nhanh hơn. Thí dụ như là cái nhóm hội nghiện nhà, hội nghiện hoa chẳng hạn, đúng không? Thì nhờ có một vài cái bài báo trên báo chí, bởi vì báo chí có một lượt đọc rất lớn, thì cái group đấy nó có lượng thành viên xin vào tăng đột biến. Đấy. Thí dụ như Mobifone, các bạn có thể tạo ra rất nhiều các group của cộng tác viên, group của Mobifone tỉnh này tỉnh kia, group dành cho từng sản phẩm, và group của tổng công ty. Các bạn có thể làm như vậy, và cái lượng khách hàng của các bạn nó sẽ nằm ở trong đó, các bạn trao giá trị được nhiều, xây dựng thương hiệu mạnh hơn. Chúng ta có thể tổ chức các sự kiện online hoặc là sự kiện offline để vinh danh các thành viên đã có đóng góp, đúng không? Dùng các group hoặc các fanpage khác để kéo, để xét chéo, để thu hút thành viên cho từng nhóm chúng ta mới xây. Đấy.
tổ chức offline như tôi đã nói, đúng không ạ? Cho tiến hành mua bán vào một thời gian phù hợp và có hiệu quả nhá. Một cái nhóm muốn phát triển được thì nó phải có một cái nội dung phù hợp và có chất lượng thì nó mới làm được. Ok. Và tiếp tục trong cái video bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn nhanh cái cách mà các anh chị sẽ đăng bài trên cái nền tảng Facebook Marketplace. Thì chúng ta vào máy tính hoặc là vào bằng điện thoại. Chúng ta vào máy tính hoặc vào điện thoại, đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy đây. Thì nó có cái mục menu. Đấy, như tôi đang dùng iPhone 13 đây thì chúng ta nhìn đến cái phần menu ba sọc ngang. Đấy. Ba sọc ngang này. Chúng ta vào đây là trên page, đúng không? Chúng ta tìm đến cái phần có chữ Marketplace. Marketplace có hình cái cửa hàng màu xanh xanh nhá, có hình cái cửa hàng màu xanh xanh. Đấy. Tiếng Việt mình gọi là bài niêm yết, tiếng Anh nó là Marketplace. Đấy, chúng ta vào đây chọn Marketplace. Đó. Sau đó thì các bạn chọn sell, chọn bán. Đấy, bấm nút sell bán. Đấy, chúng ta nhìn thấy thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có ở trên này để mà đăng bài, để mà bán. Cái này hoàn toàn miễn phí. Nó chính là một trang giao vặt của Facebook nhá. Nó tạo thêm cái giá trị gia tăng cho khách hàng. Các bạn có thể đồng thời vừa làm trên điện thoại hoặc là làm trên máy tính. Thì ví dụ ở đây chúng ta có thể làm là gì? Các sản phẩm ví dụ như là gói cước hoặc là sim hoặc là những cái dịch vụ khác, đúng không? Rồi, nên chúng ta đăng. Đấy, thì cả trên điện thoại và cả trên máy tính, tôi hướng dẫn cho các bạn cả trên điện thoại trên máy tính. Ok. Thì ảnh thì chúng ta chọn những cái ảnh đẹp chúng ta chụp hoặc quay video. Đấy, sau đó chúng ta đưa lên đây. Đấy, sau đó chúng ta viết tiêu đề, viết giá, chọn hạng mục và mô tả sản phẩm kỹ, hấp dẫn. Đó. Thì ảnh ở đây thì chúng ta muốn chạy quảng cáo và đăng trên Marketplace. Marketplace cũng cho chạy quảng cáo nhá. Trên điện thoại thì chúng ta sẽ thấy là có, trên điện thoại đây tôi đang cầm là có thêm ảnh là tiêu đề này, giá này, danh mục này, các cái điều kiện này và mô tả này, rồi thì location tức là vị trí mà chúng ta muốn đăng này. Đấy, listing option là chúng ta có muốn ẩn với bạn bè hay không này, nếu không thì chúng ta đăng lên thì bạn bè cũng nhìn thấy này. Đấy, rồi thì lấy thêm địa điểm này. Đấy, chúng ta chọn một số những cái hội nhóm. Đấy, muốn đăng được cái bài trên Marketplace tốt thì chúng ta vào nhiều hội nhóm, sau đó chúng ta đăng thì nó sẽ cho giao vặt trên nhiều hội nhóm. Vậy thì muốn làm được cái Marketplace này nó hiệu quả thì chúng ta nên làm như nào? Thì thực ra chúng ta phải hiểu đây là một cái tính năng miễn phí của Facebook, cho nên là rất nhiều người cũng đã đăng bài và nó bị loạn cào cào hết cả lên, đúng không? Tuy nhiên là chúng ta vẫn phải đăng bởi vì là nó miễn phí, nó không mất nhiều thời gian và nó có thể có khách hàng cho chúng ta. Ví dụ như chúng ta cũng có thể vào đây mua hàng. Khi mua hàng trong này thì mọi người có xu hướng là đăng bài trên đây nó sẽ bán rẻ hơn. Đó. Và mình có thể tìm những cái sản phẩm cũ, sản phẩm thanh lý hay dịch vụ mình cũng có thể giới thiệu cho những cái khách hàng mà họ là những người chủ doanh nghiệp, họ đưa lên đây bán hàng. Thì Facebook khuyên là chúng ta nên tự chụp ảnh. Đấy. Để làm sao ảnh nó là bản quyền, viết mô tả một cách đầy đủ và trung thực, đúng không? Cung cấp những cái chứng từ mua hàng gốc, đảm bảo giá cả hợp lý. Vâng. Và sau đó là chúng ta sẽ tư vấn cho khách hàng, phản hồi những vấn đề cho khách hàng. Và khi mà khách hàng bình luận ấy, khi mà khách hàng bình luận thì nó là ở rơi vào cái phần tin nhắn của Facebook cá nhân chứ nó không vào page nhá. Cái này là Marketplace, là đăng trên Facebook cá nhân. Đấy. Nên là không, nó không giảm vào fanpage mà nó vào thẳng tin nhắn trên điện thoại. Nhưng mà vào tin nhắn trên điện thoại thì các bạn cũng cần lưu ý là tin nhắn trên điện thoại nó có cái hiện tượng là nó rơi vào spam. Đấy. Thì các bạn lưu ý giúp tôi là trong phần Messenger thì các bạn thỉnh thoảng phải vào cái phần tin nhắn nhá. Các bạn vào cái phần tin nhắn để mà các bạn xem cái phần mà spam. Đấy. Đây ạ.
rất nhiều nên là tôi đang phải vào tôi xem đây này đấy. Trong cái phần Messenger request này này. Ok. Rồi. Đấy. Chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta vào đây, chúng ta thấy có rất nhiều các tin nhắn Messenger nó đã rơi vào profile spam ấy, chúng ta để ý nhá. Kể cả trong marketplace mà khi họ chat nó rất là dễ rơi vào đấy. Và chúng ta lưu ý cũng như là nó là cái tin nhắn mà chat để bán hàng. Ok. Đối với những người bán hàng cho Mobifone, sản phẩm và dịch vụ Mobifone hoàn toàn có thể đăng được trên này miễn phí nhá, miễn phí. Tính chất hiệu quả của nó thì tôi không dám chắc là nó hiệu quả đến đâu, nhưng tôi chỉ biết rằng là các bạn phải thả lưới ở nhiều chỗ để hy vọng cá nó sẽ mắc vào lưới ở một trong số các chỗ đó hoặc là tất cả các chỗ. Đấy, chúng ta nên vào thêm các nhóm khác nhau để chúng ta đăng bài trên marketplace, nó cho phép hiển thị vào một số nhóm và những cái nhóm đấy là phải phù hợp đúng không, và chúng ta phải đăng bài có hình ảnh này hoặc video mô tả cụ thể rõ ràng chuyên nghiệp kèm theo những cái thông tin để thu hút khách hàng. Đấy. Và chúng ta tập trung vào video và hình ảnh, được chưa? Cung cấp những cái thông tin chân thực khi mua bán. Ví dụ như là mình mua hàng hiệu thì mình có hóa đơn. Đấy, rồi thì trừ tiền, trừ tiết các thứ của các sản phẩm và dịch vụ rất là rõ ràng. Giá cả thì cạnh tranh, tư vấn thì nhiệt tình, thậm chí là quay video, chụp ảnh. Ví dụ như đợt trước là tôi có mua một cái ghế xoay ở trên marketplace. Đấy, tôi tìm được một cái ghế giám đốc rất là đẹp mới. Họ mới mua thanh lý được, trên web đang bán khoảng 12 triệu. Thế thì ở đó thì bạn ấy bán có 5 triệu thôi. Tôi mới yêu cầu là ok, được, đồng ý. Nhưng mà bây giờ phải quay phim, chụp ảnh cho tôi cái ghế đó. Thế là bạn ấy bắt đầu dùng điện thoại bạn quay. Bạn ấy quay phim cái sản phẩm, bạn ấy quay rất kỹ, bạn ấy cho xem. Vẫn còn bọc da, rồi vẫn còn rất là mới. Đấy. Thế tôi bảo ok, nhất trí, đúng cái đó, cái giá đó thì ship đến đây thì tôi lấy. Và từ đó là tôi dùng thì cái ghế cũng vẫn rất là xịn, vẫn rất là ngồi, rất là thích, kiểu như vậy. Thì rõ ràng là có khách hàng đến từ marketplace. Chẳng qua là đáng nhẽ các bạn phải học trước, đáng nhẽ đăng trước 3-4 năm trước. Cái gì cũng thế, nó càng mới ra thì mình càng khai thác thì nó sẽ càng tốt, nhưng mà để lâu khai thác thì nó sẽ càng kém. Cho nên là bây giờ các bạn phải tập trung vào khai thác cái tính năng của Facebook Reels. Và ngoài ra chúng ta cũng có thể bán sang thị trường khác nhá. Ok, và các bạn có thể kết hợp chạy quảng cáo Facebook Ads trên nền tảng Marketplace. Facebook nó cho phép làm như vậy. Vâng, và chắc chắn là chúng ta phải xây dựng thương hiệu cá nhân. Thì phần này tôi đã trình bày trong cái video các khóa học trước rồi, nội dung trước rồi. Thế thì chúng ta phải nhớ là chúng ta phải xây dựng thương hiệu cá nhân hàng ngày, day by day, đúng không ạ? Hàng tuần, đấy, và liên tục và định vị thương hiệu cá nhân thật là tốt, thật là rõ ràng. Tôi là một cái người bán hàng cung cấp dịch vụ của Mobifone và tôi cam kết, tôi đảm bảo, tôi sử dụng những hình ảnh, tôi sử dụng ngôn ngữ của tôi sử dụng uy tín của tôi để làm cho cái việc đó. Ok, thì chắc chắn là các bạn sẽ kết hợp với chạy quảng cáo, các bạn sẽ kết hợp với livestream, các bạn sẽ kết hợp với bán hàng online trên nền tảng Facebook, trên nền tảng Messenger, trên nền tảng Marketplace thì sẽ hiệu quả. Và các bạn cần phải kiên nhẫn và làm có lộ trình, chứ không thể ngày một ngày hai được, bởi vì hiện nay bây giờ có đến 90 triệu tài khoản Facebook đó, và ai cũng muốn bán hàng ở trên này, thì bạn phải khác biệt, bạn phải chăm chỉ, bạn phải làm việc theo cái lộ trình đúng ngay từ đầu thì bạn sẽ có cơ hội thành công. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin cảm ơn và xin gặp lại trong các bài học tiếp theo. Xin chào.